Theo Thanh Niên, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn. Chính điều này đã khiến cho việc tách thửa đất của người dân, kể cả cho tặng, cũng bị đóng băng từ ngày 1 tháng 8 đến nay. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Tại dự thảo lần này, chỉ quy định tách thửa với hai loại đất là đất nông nghiệp và đất ở. Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác là 500m², đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung là 1.000m². Đối với quy định đất ở, quy định chia thành 3 khu vực với điều kiện diện tích tối thiểu và chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất. Trong đó khu vực 1 gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Diện tích tối thiểu là 36m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m. Khu vực 2 gồm quận 7, 12, Bình Tân, thành phố Thủ Đức và thị trấn các huyện, diện tích tối thiểu là 50m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m. Khu vực 3 gồm các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn, có diện tích tối thiểu là 80m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Khi người dân tách thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu, đồng thời việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Như vậy, điểm mới trong dự thảo lần này so với trước đó là bỏ quy định ràng buộc liên quan đến quy hoạch. Bởi trong dự thảo trước quy định, để tách thửa đất quy hoạch là đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu. Đất dân cư hiện hữu chỉnh trang, điều kiện là phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tỷ lệ 1:2000. Đối với đất ở quy hoạch dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp thì phải đáp ứng quy hoạch chi tiết 1:500. Bài thế sau về dự thảo sửa đổi quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn thành phố. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Đáng nói là trong khi lấy ý kiến thì hoạt động tách thửa của người dân, kể cả tách thửa đất theo dạng thừa kế, cho tặng đều tắc nghẽn. Anh Nguyễn Nghĩa, thành phố Thủ Đức kể, hồi đầu tháng 8 2024, anh đi nộp hồ sơ xin tách thửa khu đất trên phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức thành 3 miếng nhỏ để trao tặng cho hai người con theo dạng thừa kế. Tuy nhiên, hồ sơ của anh bị trả về, lý do thành phố chưa có quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Anh Nguyễn Nghĩa không phải là trường hợp cá biệt. Anh Tuân, người dân tại huyện Nhà Bè, cũng đã nộp hồ sơ xin tách 200m² đất ở tại xã Phước Kiển làm đôi, nhưng đến nay hồ sơ vẫn đang bị treo ở cơ quan chức năng. Đã gần một tháng nay, hồ sơ của tôi không được giải quyết. Trong khi tôi muốn tách thửa gấp lô đất trên để cho con tôi lập gia đình, xây nhà, ra ở riêng, ông Tuân cho hay. Theo tìm hiểu, từ ngày 1 tháng 8 đến nay, các hồ sơ về tách, hợp thửa đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không thể thực hiện được. Tất cả đang bị treo ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận huyện. Trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo một số chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ xin tách thửa của người dân nộp vào đến nay chưa được giải quyết do quyết định 60 của thành phố Hồ Chí Minh về hạn mức tách thửa đã hết hiệu lực theo quy định của luật đất đai 2024, trong khi quyết định hạn mức mới chưa có. Chính vì vậy, cán bộ của chi nhánh phải thuyết phục người dân tạm thời chưa nộp hồ sơ tách, hợp thửa bởi lúng túng về cách giải quyết. Trước ngày 1 tháng 8, khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, việc giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa tại thành phố Hồ Chí Minh được giải quyết theo quyết định 60/2017, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa. Tuy nhiên, khi luật đất đai mới có hiệu lực thì quyết định 60 cũng hết hiệu lực. Trong khi đến nay, thành phố vẫn chưa có quyết định điều chỉnh hoặc thay thế nên không có cơ sở để giải quyết hồ sơ cho người dân, vị này cho hay. Theo tìm hiểu, từ trước ngày 1 tháng 8, trừ những hồ sơ tách thửa không hình thành đường giao thông được giải quyết theo quyết định 60, đối với các hồ sơ còn lại đã bị tách từ hồi tháng 4 2021 sau văn bản đề nghị tạm ngừng tách thửa của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn loay hoay lấy ý kiến sửa quyết định 60 nhưng mãi không xong. Luật sư Trần Minh Cường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, trong nhiều năm qua, thành phố đã nhiều lần lấy ý kiến sửa quyết định 60 về hạn mức tách, hợp thửa, trong khi luật đất đai 2024 đã có hiệu lực hơn một tháng, quy định rất chi tiết các điều kiện, nguyên tắc tách, hợp thửa đất. Cụ thể, luật quy định 8 nguyên tắc, điều kiện về tách, hợp thửa đất. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải đảm bảo một số điều kiện. Đầu tiên, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề. Do vậy, thành phố cần nhanh chóng ban hành quy định mới để gỡ những ách tắc lâu nay. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ văn bản hướng dẫn từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa theo báo Tuổi Trẻ. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị xem tiếp trong video này nhé. Sáng ngày 8 tháng 8, nhiều người dân có nhu cầu tách thửa, hợp thửa ở thành phố Hồ Chí Minh chưa nộp được hồ sơ vì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện và thành phố Thủ Đức ngưng nhận hồ sơ chờ hướng dẫn. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo một số chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mấy hôm nay chi nhánh phải thuyết phục người dân tạm thời chưa nộp hồ sơ tách thửa, hợp thửa bởi chi nhánh lúng túng về cách giải quyết. Trước khi luật đất đai 2024 có hiệu lực trước 1 tháng 8, việc giải quyết hồ sơ tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh được giải quyết theo quyết định 60 năm 2017, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, riêng hồ sơ hợp thửa đất giải quyết theo luật. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 8, khi luật đất đai mới có hiệu lực, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phải chờ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thay thế quyết định 60 để giải quyết hồ sơ. Khoản 4, điều 220 luật đất đai 2024 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy luật đất đai, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất. Hiện dự thảo quyết định thay thế này đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Sở đang hoàn thiện các bước lấy ý kiến, sau đó hoàn chỉnh dự thảo chuyển sang Sở Tư pháp thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo ông Thắng, các thủ tục cố gắng hoàn thành trong tháng 8 2024. Thực tế, việc ách tắc hồ sơ tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh không phải đến khi luật đất đai 2024 có hiệu lực mới xuất hiện. Trừ những hồ sơ tách thửa không hình thành đường giao thông, việc tách thửa có hình thành đường giao thông theo quyết định 60 đã đứng hình từ sau văn bản đề nghị tạm ngừng của Sở Quy hoạch Kiến trúc vào tháng 4 2021. Từ tháng 10 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện và trình dự thảo quyết định thay thế quyết định 60 về tách thửa trước ngày 20 tháng 10 2023. Đến đầu năm 2024, ông Cường tiếp tục thúc Sở gỡ vướng tách thửa đất dân cư xây dựng mới. Tuy nhiên, do nhiều lý do, mãi đến tháng 5 2024, sau 3 năm hoàn thiện, bản dự thảo cuối cùng về quyết định tách thửa, hợp thửa mới được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lấy ý kiến phản biện xã hội. Đến nay, với tiến độ lấy ý kiến và còn qua vòng thẩm định của Sở Tư pháp, có khả năng người dân thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tách hợp thửa vẫn phải tiếp tục chờ ít nhất đến cuối tháng 8 2024 mới có hướng giải quyết. So với luật cũ, luật đất đai 2024 dành hẳn một khoản để quy định về tách thửa, hợp thửa đất. Theo đó, điều 220 về tách thửa, hợp thửa đất đưa ra các nguyên tắc, điều kiện cần và đủ để giải quyết hồ sơ cho người dân. Trong đó, ngoài việc thửa đất xin tách hoặc hợp thửa có giấy chứng nhận, trong thời gian sử dụng đất không có tranh chấp kê biên, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, việc tách thửa, hợp thửa đất phải đảm bảo có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hiện có. Thửa đất mới phải đảm bảo cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Ngoài ra, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề. Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về dự thảo quy định tách thửa mới? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên bấm nút theo dõi kênh để cập nhật liên tục các thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thị trường bất động sản nhé! Bạn đang tìm kiếm những phụ kiện thời trang nam để nâng tầm phong cách của mình? Hãy khám phá ngay 5 sản phẩm không thể bỏ qua từ thương hiệu Bụi Leader. Sản phẩm đầu tiên là thắt lưng da bò nguyên tấm L110, thiết kế hiện đại với khóa tự động. Tiếp theo là ví da bò nắp 3 V101, chất liệu bền bỉ, giày Oxford da bò G103, lựa chọn hoàn hảo cho phong cách công sở. Dép da bò nắp 3 E102, đôi dép qua ngang khâu viền thủ công. Cuối cùng là vòng tay nam mùi gỗ thơm với thiết kế tinh tế và hương thơm dịu nhẹ. Bạn đã sẵn sàng nâng tầm phong cách? Nhấn vào góc trái màn hình hoặc phần mô tả bên dưới để khám phá thêm chi tiết và nhanh tay sở hữu những sản phẩm trên nhé.